Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa có buổi làm việc trực tuyến với ông Tan Sri Leng, Bộ trưởng thứ hai Bộ Công Thương kiêm Bộ trưởng Bộ Lao động Singapore. Tại buổi làm việc, hai bộ trưởng ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu hợp tác kinh tế, thương mại và công nghiệp mà hai nước đã đạt được trong những năm qua. Bộ trưởng Tan Sri Leng đã chia sẻ một số vấn đề quan tâm, trong đó tập trung vào 4 nội dung chính như phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng thành phố thông minh, phát triển chiến lược giảm thải carbon thông qua năng lượng sạch như LNG, chuyển đổi công nghiệp 4.0 tận dụng mạng lưới doanh nghiệp ASEAN và các khu công nghiệp, chuyển đổi số, thương mại điện tử và khởi nghiệp. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên ghi nhận và đánh giá cao kinh nghiệm của Singapore trong việc phát triển kinh tế xanh, năng lượng sạch. Việt Nam mong muốn Singapore sẽ hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam. Bên cạnh đó, Bộ trưởng đã đề xuất một số biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Singapore trong thời gian tới, như triển khai hợp tác trong lĩnh vực kinh tế số, bao gồm chia sẻ, thảo luận về khuôn khổ hợp tác cũng như đào tạo nguồn nhân lực phục vụ kinh tế số, hợp tác về thương mại thông qua các sàn giao dịch hàng hóa của Singapore, đặc biệt là sàn giao dịch hàng nông sản của Singapore, việc tận dụng các FTA mà hai nước tham gia, trong đó khuyến khích doanh nghiệp hợp tác đầu tư vào các lĩnh vực điện tử, viễn thông, đồ gỗ, chế biến nông thủy sản để đẩy mạnh xuất khẩu sang các nước thuộc khối CPTPP và RCEP, tận dụng lợi thế khi Việt Nam và Singapore là hai nước duy nhất trong khu vực có các hiệp định toàn diện với EU và Vương quốc Anh để có thể bổ trợ cùng khai thác và thâm nhập thị trường EU và Vương quốc Anh. Để mở rộng và tận dụng hiệu quả các cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Singapore trong lĩnh vực kinh tế và thương mại, hai bộ trưởng thống nhất tiếp tục thúc đẩy để sớm ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác kinh tế và thương mại giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Công Thương Singapore.